Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay đã bước sang ngày thứ hai của ngày mùng 2 tháng 1 2021. Cái thời gian mà cái khâu mà chuẩn bị Tết đó cô bác anh chị thì nó rất là vui. Còn mà những cái ngày Tết ấy thường nó trôi qua rất là nhanh và chúng tôi rất là tiếc. Những ngày Tết rất là những ngày phải nói là những ngày rất là quý giá. Những mỗi năm thì chỉ có một lần thôi nhưng mà nó trôi qua rất là nhanh. Còn cái khâu mà chuẩn bị trước Tết cũng như là chuẩn bị đồ ăn thức uống cũng như là quà, những cái gói bánh chưng bánh tét thì nó rất là vui. Còn cái thời gian mà mùng 1 mùng 2 Tết á, mùng 3 Tết á, thì trôi qua rất là nhanh. Nhưng mà hiện giờ thì chỉ là Tết dương lịch nha cô bác chị, còn Tết Nguyên Đán nữa. Thì ngay sau đây chúng tôi không làm mất thời gian của cô bác anh chị nữa, chúng tôi chia sẻ cho cô bác anh chị giá ngủ ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng chia vui với cô bác anh chị là giá ngủ ở nhiều nơi bà con gửi về thì giá ngủ đã tăng lên ở một số nơi, có một số nơi thì vẫn ổn định. Đầu tiên thì chúng tôi chia sẻ giá ngủ ở những công ty mà chúng tôi hay chia sẻ với cô bác anh chị. Trước tiên thì đầu tiên thì ở công ty cao su Lộc Ninh thì mũ nước tại vườn cây Tiểu Điền là 315 đồng trên một độ, còn tại nhà máy là 320 đồng trên một độ, một chén là 11.200 đồng trên một ký. Ở công ty cao su Phước Hòa thì mũ nước là 331 đồng trên một độ, một chén là 12.000 đồng trên một ký. Ở công ty cao su Phú Riềng thì mũ nước là 325 đồng trên một độ, mũ chén theo mũ tạp theo giá quy khô là 245 đồng trên 1 DRC. Ở công ty cao su Đồng Nai thì mũ nước loại 1 là 334 đồng trên 1 độ, mũ nước loại 2 là 327 đồng trên 1 độ, mũ chén là 11.600 đồng trên 1 ký. Như vậy ở các công ty lớn mà chúng tôi hay chia sẻ cho cô bác anh chị, những công ty thu mua mũ lớn thì giá mũ vẫn ổn định bằng với ngày hôm qua. Còn giá mũ nước ở thế giới, giá mũ thế giới của anh chị thì hôm nay vẫn ở mức là 268,8 yên trên 1 kg. Tiếp theo thì giá mũ ở những nơi Hương Lái Tiểu Điền mà bà con bán mũ và bà con gửi về, cụ thể ở Tân Thành Đồng Xoài mũ nước là 295 đồng trên 1 độ, ở Kon Tum thì 340 đồng trên 1 độ, ở Lộc Ninh là 295 đồng trên 1 độ, ở Minh Lập Bình Phước giá mũ đã lên trở lại là 300 đồng trên 1 độ, ở Dầu Tiếng Bình Dương thì từ mức giá mũ 314 đồng trên 1 độ thì ngày hôm nay đã tăng lên 328 đồng trên 1 độ, như là vậy là tăng lên 15 đồng nữa cô bác chị. Và ở Bình Long thì có cô bác anh chị chia sẻ là mũ nước là 305 đồng trên 1 độ. Ở Bù Gia Mập thì mũ nước vẫn giữ nguyên giá là 310 đồng trên 1 độ. Ở Suối Kiết Tánh Linh, Bình Thuận hôm nay anh chị Hiên Quang chia sẻ mũ nước đã tăng lên được 5 đồng nữa là 295 đồng trên 1 độ. Ngày hôm qua thì chỉ có 290 đồng trên 1 độ, còn ngày hôm nay đã tăng lên được 5 đồng nữa là 295 đồng trên 1 độ. Mũ chén là 13.000 đồng trên 1 ký. Còn ở Phú Yên ngày hôm nay thì mũ nước là 340 đồng trên 1 độ, mũ chén là 13.000 đồng trên 1 ký. Anh chị em Phạm ở Phú Yên chia sẻ. Và ở Đắc Tô Kon Tum thì anh chị Đăng Nguyên chia sẻ mũ nước vẫn ổn định với mức cao là 350 đồng trên 1 độ. Như vậy là chúng tôi đã chia sẻ xong giá mũ cao su cho cô anh chị. Nhìn chung giá mũ của ngày mùng 2 tháng 1 2021 thì ở 5 công ty lớn thì vẫn giữ nguyên bằng với những ngày trước. Còn những nơi mà Hương Lái Tiểu Điền thì giữ mức ổn định và có nhiều nơi tăng giá, như là ở Dầu Tiếng Bình Dương tăng được 15 đồng và ở Suối Kiết Tánh Linh Bình Thuận thì tăng được 5 đồng. Và còn ở Đắc Tô Kon Tum thì anh chị Đăng Nguyên chia sẻ giá mũ vẫn giữ nguyên với mức cao là 350 đồng trên 1 độ. Cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị vào video ngày mai.